ra mà người bự người nhỏ luôn. Hello các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn cách cho cước cho máy cực kỳ đơn giản, ai cũng có thể làm được. Đây là máy, đây là cầm, đây là cước. Có lèo, đá bắn lèo không? Không nè. Lần này thì tham chưa nhau được về chứ các bạn đâu. Bạn là phim rồi mới chưa về nó. Con cái vỏ giọng cá. Đầu tiên là ta phải gắn máy vào cầm. Đây đi. Này cái đoạn cá đúng không em? Bự quá nó lại nhỏ đâu, cá nhỏ. Có cái giỏ nhỏ nhỏ nghe. Sao? Có cái giỏ này mà nó nhỏ, giỏ đứng cá. Dạ, cái loại đó là nhỏ nhất hiện tại còn anh. Anh câu cá nhỏ anh lấy cái giỏ kia kìa. Đó. Đó. Cái đó cái bự hơn mà. Nhưng mà ý là cái lỗ nó nhỏ, câu cá có bỏ câu xong là mấy cái nhỏ bỏ vô nó coi bị lọt ra đó. Cái kia nhìn thấy quá nhiều. Sau khi gắn máy vào cầm, ta sẽ luồn dây cước vào cái khoen của cái cầm trên xuống. Chúng ta sẽ rút cước. Rút dạng thách của chó, người ta rút khoảng 3 rút. Con này nhỏ hơn nữa kìa. Ý là cái này là thay lưỡi thôi cái gì. Sau đó ta luồn cái rút này vào trong máy. Các bạn để ý là phải luồn cướp xuống cái dưới ngay chỗ này. Sau khi luồn vào ta sẽ rút lại. Rồi, đây khung cước, các bạn sẽ bỏ vào trong cái hộp này. Khi bỏ vô cước cho hộp nó quay dây ấy, nó sẽ không có bị rối cước. Cước bỏ vô hộp. Một tay đây giữ cái này là cái gì ạ? Cuốn vỏ đựng cá mà đựng cá sống mà đổ nước vô á. À, được. Hay chơi cái này không? Một tay ta giữ cầm. Cái này dây ta sẽ luồn dưới ngón tay. Cái nó cái này bên cái đó thì đừng là cái tay người ta sẽ bắt đầu quay. Nhưng mà thôi cả cái bò đá luôn ra tìm được con cá sống đó không? Mình có cái thùng đá rồi mà cái này em nghĩ cũng không cầm đâu. Để ướp quy là trọng là cái tay bạn giữ cho nó cái dây này không nhỏ là được. Đó, giờ ta bắt đầu quay. Được nhiều cá quay như vậy thì cước nó sẽ vô. Và cước nó nằm trong hộp này nó sẽ không bị bung và nó sẽ không bị rối. Đó. Ta quay cho đến khi này cho căng cước ra hàng ơi, nó không căng cước cho này nó vô bung. Các bạn thấy cái hộp cái cước nó trong cái hộp này nó sẽ chạy liên tục và nó sẽ không bị rối. Như có này nè, cái gì vậy? Cái thao với lại cái bự sẵn với nhẹ bột ra một cái thao. Cái kia rồi mà. Đi lấy cước để tìm thao. Cái bị
chưa. Mình đã vô cướp xong rồi, cái máy cuộn cướp này 100m, ta sẽ vô rất nhanh trong vòng chưa được 2 phút. Nói ra sao